How much do you want to deposit with us? How much do you want to deposit with us? Anh chị muốn gửi bao nhiêu tiền ạ? I want to deposit $5 million into my account. I want to deposit $5 million into my account. Tôi muốn gửi 5 triệu đô la vào tài khoản của tôi. Please tell me how would you like to deposit your money. Please tell me how would you like to deposit your money. Vui lòng cho chúng tôi biết anh chị muốn gửi tiền theo phương thức nào.